Xin chào quý các bạn, trên hình bạn thể thấy để chọn bộ bảng main của điện thoại Sony XZ1. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần bảng main, main của điện thoại Sony XZ1 cần một địa chỉ thay mới main cho điện thoại Sony XZ1. Quý vị các bạn đừng ngần ngại liên hệ đường dây nóng tư vấn thay mới main cho điện thoại Sony XZ1 0911 Kỹ thuật viên từ di động cao cấp.vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết cho các bạn. Những khách hàng ở xa có điều kiện đến với di động cao cấp vn cầm địa chỉ thay mới men sở lỗi hỏng men trên điện thoại Sony Z1 quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0911582123 để kỹ thuật viên để di động cao cấp vn tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết vì các bạn xem ơn vị bạn đã xem video để di động cao cấp men chỉ cấp linh phụ kiện của điện thoại Sony xz 1 hàng đầu hiện nay xem ơn vị bạn đã xem video để di động cao cấp vn